Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ, nơi vừa tổ chức ra mắt khu khám điều trị nhãn khoa cao cấp đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là khu khám điều trị đem đến những trải nghiệm dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn 5 sao cho người dân miền Tây và du khách quốc tế. Với định hướng chiến lược mang đến dịch vụ y tế tốt nhất, nơi đây triển khai khu khám VIP theo định hình One Stop. Đây được xem là một trong những bước tiến quan trọng giúp khách hàng sử dụng các dịch vụ chăm sóc điều trị tại cùng một địa điểm, từ dịch vụ y tế cơ bản đến dịch vụ kỹ thuật cao mà không cần di chuyển hoặc chuyển tuyến nơi khác. Tuy vẫn trong giai đoạn hoàn thiện dần theo định hình One Stop, nhưng khu khám VIP của Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ đã mang đến hơn 90% những ứng dụng trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng khi thăm khám tại đây.